Tôi xin tiếp tục chào đón quý vị và các bạn theo dõi kênh Bonsai Tiến Sự, và chúng tôi vẫn ở tại Kinh Môn, Hải Dương. Ở phía trên màn hình của quý vị và các bạn đây là một trong những cây sung chúng tôi đang khai thác để chọn những cái điểm để cắt. Đang chuẩn bị trong những ngày cuối năm, chuẩn bị đón chào năm mới. Các bạn tiếp tục theo dõi video này. Xanh thì nhiều hơn. Họ không có mấy, có mỗi nhà mà anh cây để chơi thôi. Cây trong mới lại, cây đó thậm chí lại cây nhiều hơn, chỉ có cây con con ấy, chẳng có làm. Cái con bằng cổ chân. Thái Bình có một ông con cây sung cũng đẹp. Ô cục lắm, ra cực. Mới mùa đâu về. Lợn ăn xong chưa? Con xem ở trong ấy có một cái cút tít nữa, con lấy con đưa cho bác Trương, bác đi ra ra rồi để bác ra mổ bác làm á. Đây là tổng thể cho cây sung này. Sau khi bớt lá đi, nó lộ cốt ra. Tôi sẽ về mặt sau cho các bạn xem. Đây là phía mặt sau, các bạn nhìn qua màn hình. Các bạn nhìn qua màn hình thì nó có một cái thân này vặn xoáy là khá đẹp, và nó có cái bạnh này. Ở đây thì các bạn thấy một cái này nó hơi thẳng này, ta có thể cắt. Anh muốn nắp làm trước được đây nữa. Làm cái kho sạch lá vùng quanh thế. Anh nắp ở kia thì dài đi trước rồi, làm cái bờ dài thẳng đây trước. Thẳng
Đấy, các bạn nhìn thấy cái vặn của cái thân vế đằng kia. Và chúng ta sẽ tận dụng những cái điểm đẹp. Trước mắt ta có thể cắt những cái cứng dần đi, sau đó ta lọc. Đấy, đấy, đúng đấy. Lấy ba thân rồi. Rồi lấy cưa máy cắt tạm hai cái. Chém. Cái này lọc mấy cái đầu là cưa tay. Chả. Cưa một đoạn xong lại phải lấy dao phạt. Các bạn thấy cắt cái đường đi là cây nó đã đẹp rồi. Rồi, các bạn thấy là bắt đầu nhũn cây ra rồi. Có thể làm xong siêu. Hai cái ngọn bay đao về phía trong nhà. Tiếp tục bỏ một ngọn nữa để cho cái quần quại. Khi mà bỏ nốt cái ngọn này đi thì các bạn sẽ thấy được cái lườn của nó chạy là rất đẹp. Cái lườn của cái cốt. Ok. Cắt dư ra ra, cứ cắt dư ra. Các bạn thấy cái đường vặn của nó là khá đẹp. Chúng tôi
đục thêm một chút nghệ thuật nữa. Lấy máy xì đi. Tiếp tục cắt cắt cái đầu chối cho nó khỏi to và nó thẳng nữa. Khi mà cắt rồi thì chúng tôi sẽ cắt bậc thang để cho nó cái tạo u bướu để cho nó nhỏ cái huyệt đi các bạn nhé. Đây là những dãy núi ở tại Kinh Môn. Kinh Môn lắm núi nhiều sông, có động Cánh Chủ, có sông Kinh Thầy. Phía trong chúng tôi đang khai phá cây sung chuyển đổi. Ở đây là vườn, một vườn mà cách nhà của anh nhé, ở trang trại. Tôi sẽ làm một video ở nhà anh cho giới thiệu các bạn xem.
Em nấu cơm trên vườn nhá. Ừ. Phía bên kia có để cái tay phụ hạng không? Chó thì có tay. Ý là nằm bên này, nằm bên thân này sau này phải đó. Tôi sẽ làm song hoành chạy về phía đằng kia. Đó, rồi các bạn, đây tôi nó không có phụ kiện nên tôi chỉ tượng trưng cho một ngọn này các bạn nhé, một hoành thôi. Và đây là chuyển, đây là mặt tiền các bạn nhé. À, các bạn lưu ý là sung ý, sung mà khi ta cắt thì nó sẽ nảy ra rất là nhiều mầm, rất nhiều mầm các bạn nhé. Và khi mà sung ta cắt đi thì nó sẽ nảy ra rất là nhiều mầm, và sung thì nó rất là lớn, chúng ta nuôi kéo sẹo là khá nhanh các bạn nhé, nó sẽ nhanh hơn cả xanh luôn đấy. Tuy nhiên thì các bạn biết là cái gỗ sung này nó mềm hơn gỗ xanh, do đó khi mà ta đục hoặc là ta cắt đi thì ta phải bôi cho nó khô đầu, xong là bôi keo nhé, bôi nhiều hơn bình thường các bạn nhé, để làm tráng một cái lớp keo đó, làm thế nào nước không thể ngấm được vào trong nữa, thì khi mà cây nó phát triển thì nó sẽ be sẹo. Be sẹo, nhiều bạn cắt xong bắt đầu không bôi gì là để nó sẽ bị thối thân, nó luỗng nước ngấm dần nó sẽ luỗng xuống đến thân nên là nó bị lũa. Do đó thì ta bôi nhiều keo lên để cho nó đảm bảo sung thì phát triển rất là nhanh. Ok, cảm ơn. Rồi các bạn thấy là tôi đặt một tay hoành xuống vì không có đủ phụ kiện nên là hơi chấp xuống tí. Rồi đấy, để các bạn tham khảo. Và chuyển, đây là mặt tiền các bạn, bây giờ thấy nó cốt là nó ụn ịn và nó lùn rụt rịt, sau này ta lên bông tay nó khoảng trên 1 mét thôi, nó tầm 1,5 mét đổ về các bạn nhé, là lên chậu lên nang nữa nó vào khoảng 2 mét là ok. Rồi, video này Tiến Sự đang thực hiện tại vườn nhà anh Huy. Anh Huy ở Kinh Môn lắm núi nhiều sông nhé. Rồi, xin khép video ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị trong những video mới nhé. Ok, thank you.